Video này sẽ là hướng dẫn về tính năng Messenger Room hay còn gọi là tính năng phòng họp mặt mới đây của Facebook. Thì để thực hiện có thể tạo được phòng họp mặt thì rất đơn giản thôi, kể cả giao diện Facebook trên máy tính hay giao diện Facebook trên mobile thì ta đều có một chức năng phòng họp mặt nằm ở đây, nằm ở trên cùng. Ta sẽ ấn vào tạo phòng họp mặt. Đầu tiên là ta sẽ tạo một hoạt động. Ta có thể tạo bất kỳ hoạt động nào đó. Cái này cũng đơn giản là để tiêu đề của họp mặt, để cho người được mời để vào thì sẽ biết là sẽ tham gia vào mục đích gì, chẳng hạn như là tụ họp. Thứ hai là ai được mời, ta có thể mời tất cả bạn bè hoặc mời một số vài bạn bè cụ thể. Tất nhiên là sau khi mời thì ta sẽ có một cái link. Và thứ ba là ta tạo thời gian bắt đầu. Thời gian hiện tại ta có thể tạo một bất kỳ một thời gian nào đó để lưu. Khi mà ta tạo thời gian hiện tại thì phòng họp mặt sẽ bắt đầu luôn. Thì lại đã sau khi đã cài đặt xong một vài thao tác thì ta sẽ tạo. Sau khi tạo thì Facebook sẽ gợi ý cho chúng ta mời một vài người mà chúng ta muốn. Nếu ta chúng ta chưa muốn mời luôn thì ta có thể tạo luôn. Khi tạo luôn thì Facebook sẽ đưa ra một liên kết. Và đây là ở trong mục ai được mời, tức là những người có thể được xem liên kết này. Nó giống như là một chia sẻ ở trong Google Drive ấy. Ta sẽ copy liên kết đó và đi đến phòng họp mặt tham gia. Như vậy là bạn đang ở trong một room của Messenger. Nó cũng tương tự như room của Google Meet hay là của Microsoft Teams hay của Zoom.